Ok, hôm nay anh em thì cũng lâu rồi mới có làm được cái video tiếp. Hôm nay chủ nhật cũng tranh thủ chơi game. Mấy gấp này đang bận làm cái dự án Logic XGAP thì con game mới thôi. Đây. Sẵn tiện phe anh em luôn cái trailer mới dựng. Lần trước cũng dựng cái trailer rồi nhưng mà nó dính cái bản quyền âm nhạc. Tất nhiên nhạc là lấy miễn phí thôi, nhưng mà vẫn có đánh bản quyền nên gỡ làm cái mới. Thì hiện tại con game chỉ mới có cái trailer với thầy lời thôi. Chủ yếu là để tham gia cái sự kiện mà Steam Next vào tháng 10 á, tháng 10 hay 11 tôi không nhớ nữa. Thì mới dựng trước để đăng ký tham gia chứ con game chưa có gì hết. Tới tháng 9 bắt đầu rảnh mới bắt đầu làm. Thì đây là cái video, dài cũng phút mấy rồi. Anh em nào mà rảnh rỗi thì bấm vô, cho tôi xin một follow với mà wishlist thôi. Còn lại là không có gì mới nữa. Thì chờ đến tháng 10 thì mới tính tiếp. Tháng 10 lúc đó sẽ có demo á. Hồi nay cũng lướt lướt coi sao tìm có gì game gì mới không. Con này thì không gài chưa có chơi nhưng mà cũng coi nhiều lắm. Còn game chiến thực là dân thực nè. Dạng tinh bay mà đổ góc nhìn trên xuống. Gần đây cũng có con Island nữa. Nhưng mà chưa có thời gian chơi. Con này mới ra mắt. Lúc chiều có chơi thử tí rồi. Nhưng mà thấy không hợp cho lắm. Nó vẫn đang ngầm thôi. Nó ra ngoài hôm qua hôm kia gì đó. Vẫn đang thì cũng dạng mà bên nét heo thôi. Đây. Lúc nhìn trên xuống, nói chung là xuống ống. Đợi tôi đợi nó ra cái bản mà hoàn chỉnh là chơi luôn. Chứ bây giờ hơi ít. Mở được cái vài lát nhân vật với mấy skill mới à. Con này thì của mấy anh cắp cơm. Không có quảng cáo gầm gọi gì hết. Hình như nó lên PC Game Pass luôn á. Day One ghi Day One nó cho anh. Tôi lôi chứ vô Game Pass mình không nhớ nữa. BBB, BBL luôn nha. Đây. Còn lại có. Tôi nhớ có BBL nó mà nó không game đây. Game mới ra nhưng mà rất là nhiều DLC luôn rồi. Thì con này thì cũng thấy người ta chơi chứ chưa có thời gian chơi. Game có Capcom nhưng mà không được quảng cáo gầm gỗ gì hết. Tại lên PC Game Pass nữa. Game này nói chung là họ làm ra cho có chứ không có đầu tư chính chung nhiều. Lượng người chơi cũng không có được như mong đợi nữa. Cũng hơi ít so với mà cái giá của một con game 3 như thế này. 60 đô. Anh em nào có thể chặt chém khủng long thì có thể vô thử game này. Nói chung là vô là mù mắt luôn, không thấy gì hết. Vô hiệu ứng thì ló hết con mắt như con Van Ham hồi xưa vậy. Nhìn Zalo với hoành tráng mà vô chơi thì rất là mau chán. Chắc chưa có unlock gì nhiều, chưa có gốp. Con này dạng thủ thành chiêu chiêu vui vui thôi, con dướng gì luôn. Đây. Gần như là cái mấy cái con đầu coi nè. Con này đang giảm giá rất là sâu nè. Rồi tôi cũng định mua một bản thử. Nó đang cho chơi miễn phí với vòng vòng một ngày 3 tiếng nữa. Thì nó giảm giá 80% lận khoảng 50k. Chắc tôi mua một cái rồi để vô trong mạng luôn. Con này lúc trước nó đã cho một bản trên mà Epic Store rồi. Anh em nào rảnh thì có thể lên coi thử. Coi mình đã nhận chưa. Nó hơi nhiều DLC nha. Đây nè. Tôi cũng đang định mua con game chơi thử coi nó làm sao mà DLC hơi nhiều nên hơi nản nản. Nói chung là quản lý tù nhân là chính. Game này game miễn phí cũng mới ra trên Steam đó nè. Không phải mới ra, ra cũng khá lâu rồi. Nhưng mà gần đây nó mới nổi nổi gần tí. Thì anh em biết Steam nó không thích mấy dòng game miễn phí cho lắm. Nên mấy game miễn phí mà hay lên thời gian là trôi liền rồi. Còn này cách đây gần 2 tháng rồi. Chắc là anh em cũng ít người biết. Thì nói chung là cho một con phép mình đi dạo dạo trên cái đó thì chơi vui vậy đó. Anh em cài vô phép đi dạo qua dạo lại chơi chơi gì hết. Con này chắc cũng đầu coi thôi. 2017. Tâm cạc chứ, nhầm. Con này cũng vậy luôn. Giống con mà vua kiến gì mà hay giống quảng cáo trên game mobile thằng nhóc nó hay coi đó. Này cũng vậy luôn. Cái thời điểm mà game không có gì mới thì toàn là mấy game như thế này không nè. Lọt lên trên đinh. Con Nagaka thì như tôi đã đăng mấy bữa trước rồi đó. Nó chuyển thành miễn phí vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm kia rồi. 4 giờ sáng ngày hôm qua hôm kia vậy đó. Nên bây giờ game miễn phí rồi nó đáng chơi nha. Anh em coi cái lượng người chơi nó tăng vọt nè. Có điều vào mấy cái lúc thấp điểm thì vẫn hơi ít người chơi. Đây. Lúc thấp điểm lúc trước là nó còn có 1.000 người chơi à. Bây giờ lúc thấp điểm cũng được 40.000. Là anh em đỡ hơn cái tình trạng cầm bot rất là nhiều á. Chưa kể mà anh em chơi miễn phí thì nó cũng không có thua kém mấy người chơi trả phí nhiều. Lên level 50 thì anh em vẫn có thể đấu gan được. Con này thì trước tôi đã mua rồi.
nên không biết bây giờ là nó còn bán cái bản trả phí hay là tất cả các bản trả phí nó đều hành miễn phí hết. Gần đây đánh giá mới xịt nè, chắc người chơi họ không thích mà những người chơi miễn phí vô. Tôi bây giờ không biết họ còn bán hai bản song song như CSGO hay là PUBG không nữa, hay là tất cả đều là miễn phí luôn. Thì lượng người chơi đông hơn anh em sẽ ít tình trạng gặp bot. Level 50 thì anh em có thể đấu gank được, level 10 20 gì thì có thể mà chat trong phòng chat. Ngoài ra thì giới hạn số tiền mà nhận hàng tuần nữa. Nói chung đây cũng là cách sống lại con game hồi xưa đó, làm game chất lượng, nhìn đùi mấy sừng xám là đúng là mấy anh Trung Hoa đại lục, lưng trần thì đùi. Nói chung là mấy game Trung Hoa bây giờ là quảng cáo vô cái này rất là thời thượng luôn. Thì con này anh em mới đầu tư vào trang phục cũng rất xứng đáng đáng tiền họ thiết kế ở gu thẩm mỹ rất là độc đáo. Thì trong tháng 8 họ cũng ra nhiều tướng mới nữa, Bandugate. Con này khỏi nói rồi, chắc cuối tháng 8 này là rồi, lúc nào nó ra cái bản chính tôi không nhớ nữa. Lúc trước là cuối tháng 8 nhưng mà họ thay lịch một lần rồi. Gần đây đang quảng cáo rất rầm rộ nha, giá game cũng hơi chua tí. Tôi không nhớ ngày nào nữa. Nói chung là họ dời sớm lên vài bữa, chắc khoảng giữa giữa tháng 8 thôi. Để tránh lịch mấy con mà lớn lớn ba nó cạnh tranh. Đâu game idea nó hay vậy. Thì con này tôi cũng muốn chơi nào nhưng mà nó nhận vốn tiếng Anh, nhưng mà cốt truyện nó nặng nề lắm nên có thời gian mới chơi được. Con này là phần 2 của cái phần 1 lúc trước, cốt truyện nó cực kỳ u ám và tăm tối luôn. Còn lại ít cái tên là đáng chú ý. Nãy vô Steam thấy có cái banner này mới nè. Banner này là họ tổng hợp tất cả cái sự kiện của tất cả cái bản demo mới nhất. Bản demo mà hot nhất của sự kiện Tem Lết Vét đó. Lúc ra sự kiện nó giờ được có 2 game mà. Cách này cũng cả tháng trời rồi. Tháng tháng rưỡi rồi. Đây. Giờ tháng 6 sự kiện Tem Lết Vét đã có rất nhiều người tham gia sự kiện này. Với 114 triệu, 11.4 triệu lượt người thử demo và các thể loại game sắp tới đó. Thì bây giờ là Steam nó tổng hợp lên 50 game có lượng người chơi nhiều nhất. Đằng đây. Thì chiều lúc rảnh rảnh lướt coi tí, chưa để ý kỹ. Con đầu tiên thì chắc tôi không chơi, dạng simulator. Tốn thời gian lắm. Con này với con giữa xe là Forward Warp đó. Là hai con na ná nhau. Labi khỏi nói. Có người chơi cũng thích cái bản demo này nhưng mà ngược lại một số người rất là ghét. Thì nhìn chung là tôi không phải fan sâu like nên cũng không rành lắm. Thấy cái bản demo là lúc chơi cũng tương đối ổn chất lượng thôi. Để tôi thì nó fan sâu like nó mê. Anh em để ý trong cái list 50 game này nè, chỉ có một con giải đấu duy nhất lọt vào cái top này là con Viewfinder này. Con này tôi đã chơi một lần rồi. Game giải đấu rất hay nha. Mọi người muốn vô cái list này á, duy nhất một con game mà cũng chuyện chính là giải đấu. Vô cái list này thì con Viewfinder này cũng phải là quảng cáo rất là dữ dằn luôn á. Chứ không phải là game hay là vô được đâu. Bây giờ 2023 không có chuyện mà cứ game hay là game thủ sẽ đưa nó lên top dùm nữa. Marketing rất là vật vã luôn. Thì anh em biết là làm game giải đố là coi như là không có lãi rồi đó. 50 con game chỉ có duy nhất bộ game giải đố. Thậm chí là 100, cái clip này là 100 này nữa thì tôi vẫn không có nghĩ quá một cái bàn tay đâu. Con này tôi cũng chơi rồi. Con này là một con indie mà chỉ được dựng trong vài tháng thôi đó. Bởi một nhóm tem dev họ làm để thử sức hay là về cái dự án vậy. Tôi xem mà devlog trên YouTube họ nói vậy. Nhưng mà cuối cùng thành công ngoài sức mong đợi luôn. Con này hôm bữa vô với setting không được nên tôi nghỉ luôn. Bấm bấm sao nó viết trên cái thuật toán cũ á, cái mà cái engineer cũ á. Con này thì sắp tới ra mắt rồi nên bây giờ nó ra chơi luôn. Anh em nhìn cái bản demo này chứ chơi là cũng hơi chua đó nha. Game này không phải dễ đâu. Vừa phải tìm đường vừa phải tính toán rồi với mà làm quen với game ban đầu rất mất thời gian đó. Con này tôi cũng đã chơi rồi. Bộ game rất đáng kỳ vọng. Thể loại 2D góc nhìn trên xuống. Nhìn cái đồ họa phong cách mấy con mà đừng chết đói á, đông tách tôi kia đó. Này con game miễn phí của anh Nason. Chơi cũng được tầm tạm. Lúc chơi bản demo thì server nó khá là yếu với mà animation nó còn cứng với bug rất là nhiều. Rất nhiều bug luôn.
Đợt lạnh này thì đại ca Diên Vũ chơi rồi nên tôi không có chơi nữa. Đợt chí này như nãy giờ đang thử cái bản là tuần dịch tự động của tôi. Dịch game tự động á. Đại ca Diên Vũ hôm gài là chơi con lại clip. Đây, chơi con network nè. Nọt lam chứ nào. Na ná game mua mà thấy không hay bằng game mua. Thì tôi cũng chưa có thời gian chơi nên tiện thể là đại ca live stream thì tôi coi luôn. Lúc đó thì cũng vừa làm game vừa coi, không tập trung cho lắm. Con này thì khá là ảo ma, nhưng mà gameplay nó rối loạn lắm, đó. Đây mình nhìn nó ảo ma, rất là ảo ma luôn. Thì cũng chưa có thời gian chơi nữa. Nhìn nó rất là rối. Có tiếng Anh nè, với tiếng Trung giản thể. Con game này thuộc dạng thập cẩm luôn. Ngoài ra con game Trung Quốc thì còn một con nữa. Đây nè, Chi Kinh Đồng Giao Yun nè. Con này thì bữa tôi tải về thì ngay cái đợt nó đang update về cái lỗi màn hình đen luôn. Nên tôi gỡ cái demo rồi. Giờ chắc tôi cài lên không ta. Sao không thấy triệu chứng gì của sờ tim nhìn đi. Sờ tim không gài không chơi game. Để nó vô game luôn nè. À đó được nè. Lần trước nó chỉ hiện cái phông chữ trắng thôi. Thì coi FPS nó làm sao. FPS gì nó nhảy ngàn mấy gì mấy em cóc. Trời, nó chạy tới nút tắt luôn á. Rồi, ok, nói chung là cái phần setting rất là chỉnh chu đó. Họ làm rất là đầu tư công sức nha. Không phải mấy game cỏ cỏ. Con này thì chưa chơi, wishlist thôi. Game dạng nông dại rồi nên chắc có thời gian rảnh mới giờ được. Này cốt truyện thì mấy con game này lần trước tôi đã nói một lần trong mấy cái clip kia hết này. Con này thì chưa coi nè. Giới lập làm mèo nè. Con này thì cũng tính gần như là giải đố đó, nhưng mà thực ra nó thiên về xây dựng với giả lập hơn chứ thực ra nó không có mức giải đố đâu. Con này con game cũng thuộc dạng 2A nè, gần đến mức 3A. Có thời gian tôi chơi thử nhưng mà tôi muốn đợi nó ra bản chính thức tôi chơi luôn. Là một con game nông trại nữa, xây dựng thành phố này dạng phiêu lưu. Con này cũng rất là hay nè, tôi thấy con này là rất đáng kỳ vọng luôn. Anh em nào chưa biết con game này là cái gì thì có thể chơi coi qua cái clip của tôi trước tôi đăng lên đó. Đăng xong rồi cũng một thời gian rất lâu sau chơi game. Yếu tố là đánh đấm nó cũng đậm được đi. Ngoài ra nó tương tác trong môi trường rất là tốt luôn. Từ cái bàn, cái ly, cái chén dĩa đến cái đèn trần, cái thùng đồ chẳng hạn. Con này tôi nghĩ là nó không quá chơi ha đâu. Chơi vui vui vẫn được. Xin kết này còn đây nữa. Lúc trước thì tôi đã chơi thử với mấy anh đệ một lần rồi. Tối ưu thì cũng tương đối với hồi đó là nó giật lắm. Trung Quốc bùi thì cũng nằm chung cái clip ở trên luôn. Này là con game như VR phải không? Ở VR nè. Game này game miễn phí mà mình tự lay nó anh ta. Chiến thuật chụp vai với diễn tưởng đi chứ. Lại ngon mà kia nó thôi. Con này cũng đừng chơi gọi một game xây dựng khá là chiêu luôn. Cái bối cảnh là hình như là Tây Tạng nằm dánh đỉnh núi. Con này mua rồi luôn rồi. Ủa tem nét vét rồi hỏi ra game trong thời gian đó luôn đó. Xuyên quá ha. Winnow 2 Gunny Alford. Con này thấy người ta chơi thôi chứ chưa có chơi. Nói chung là cũng dạng giải trí thư giãn. Con này nhìn rất ảo ma. Đi từ thời cổ đại cho tới thời tương lai viễn tưởng. Từ cái thời mà khủng long tiền sử cho tới lúc anh em bay ra ngoài vũ trụ luôn. Nhìn cái trailer thôi chứ chưa có tưởng tượng ra game sao nữa. Đây game xây dựng nè. Game này thì tôi nghĩ nó giống với con mà cái con gì có cái lò chính giữa mọc lên mà xây cái tản nhiệt cho cái thành phố mùa băng tuyết á. Mỗi mùa tuyết nó về băng giá nó tràn vô có cái lò đó bật lên giữ nhiệt. Tên gì tự nhiên quên mất tiêu rồi. Nó nằm ngay chân một luôn. Tôi nhớ tôi cái review nó sớm lắm. Đây nè, Fox Fan.
Thì tôi nghĩ game nãy giống giống game này thôi. Con này hình như là lúc này nó ra gì quá đó, anh em mà chưa chơi có thể chơi thử. Thì cũng sắp có phần 2 ra mắt này. Hy vọng phần 2 ra, phần 1 có giảm giá cho anh em. Con này khá là tệ nha. Tôi chơi từ cái khúc mà bên Epic nó gửi cho các bạn chơi thử á. Chơi bên Epic tới giờ luôn. Vẫn không có gì mới hơn đấy. Nhìn rất là chán. Con này dạng xây dựng quản lý cũng đã chơi thử rồi. Xây một cái đinh như gần thì bắt đầu tối ưu tiền bạc, thì lúc đó cũng chỉ chơi thử, nó chưa có chơi mà xây được bao nhiêu cho nên cũng nghĩ luôn, nói chung là tương đối ổn thôi. Đây con game xây dựng cũng khá mới nữa, có God không, không có Hello God rồi. Thì con này của tôi cũng là mới tải nó thôi, nhưng mà chưa, không phải chưa tải cho máy này. Khúc dưới này anh em để ý là có rất nhiều cái dòng game xây dựng luôn, giá lập xây dựng như thế này nè. Thì đây là coi như là người ta muốn cái thể loại này nhiều đây nhiều hơn. Ồ. Sandbox PBA mình từ đây nữa hả ta? Còn này có bầu được à? Vô coi thử à. Deadpool này tôi cũng vừa mới tải xong luôn. Tí có thời gian vô thử. Nhưng mà chắc thử con chi kinh động chứ. Oh, actually, I only build it from granite this one. If you just straight up walk and ignore all the enemies, which you should. It's also Thanh some niên that này we lừa dựng recorded trailer nè. ourselves or that Dựng trailer influencers không có dễ recorded đâu. for us. And especially the Đó. influencer ones Nên are họ đưa very cái mà fun. Deep Talk ra And trước if luôn. you find them Bạn có in thể chiến đấu later rồi. and you know that influencer, absolutely please make a clip, share it with them on social media because so basically this is the highest this set can build. Important because a lot of people seem to have not Nhìn cái noticed phong this cách is đồ họa possible. này giống Fortnite hả? On the Nói chung là game này chắc cũng sẽ thử. Nó là 18 tháng 7 hả? Ủa? Rồi 2-3 ngày nữa ra bản EA chơi luôn. Hy vọng giá là cái rẻ dưới 15 đô thôi. Chứ trên quá thì bó tay. Vô hướng này lần đầu vô game này. Phiên bản 0.39 mà thêm chữ B nữa nhé. Nói chung FPS tạm ổn đó. Tôi cũng mới đổi giao diện chuột rồi, anh em để ý sẽ thấy. Cái gì có phải chứ đây vậy? Chữ B sao nó mất hết nét rồi nè. Là đồ con giảm đó. Tim trắng đêm đen. Thì tôi không có gành sử mà anh Trung Hoa nữa không biết nữa. Kiếp được không? Tắt cái bớt đi. À phải giữ nút S kép nữa. Sử anh Trung Hoa thì tôi bó tay rồi. Dâu Jun này là xin dao, xin dao hay là gọi là cái gì đó. Cái gì mà cổng đứa nhỏ hình như vậy vậy đó. Chịu dân đúng không? Chuột phải như là đó. Rồi đánh cũng đảo hả? Ồ. Ý có khiêu nữa kìa. FPS tôi hay cảm giác gấp 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 gấp. Chịu quy gì? Đâm nhiều phía trước gây 125% đâm địch 8 giây hồi chiêu. Đúc liều. Ủa? Quy E, G, T, E. E dạng như bổ dành xuống, Quy là đâm tới nè. Đó. E, G. E, G quạt hình cánh quạt. Sao giống giống mà xin dao giống mà lọ lờ thì tới nút T luôn hả? Cái gì? Cắt cảnh. Thì phiên bản beta thì không có thể phải là phải hoàn chỉnh đâu. Tôi chả biết nhân vật nào trong sử Trung Hoa hết. Lúc thì ghê ba. Rồi. Boss.
Chỗ đứng yên không vậy? Oh. Đây, đợi tí. Sao tự nhiên chết queo rồi? Có tin nhắn. Gà đọc tin nhắn, bấm kêu đợi tí mà nó không đợi rồi không? Rồi, ok tiếp. Mình nó chạy luôn rồi. Hóa ra cái khúc đó là kiếp bỏ cái đoạn đánh boss. Cái góc phải dưới là những cái thành tựu. À, có dấu chấm than rồi. Đa xie sao niên trọng sĩ xiang chủ. Chứng minh trẻ tuổi. Cảm ơn sự giúp đỡ. Rồi. Không có chi kiếp nhưng về loại thú. Mình ngựa sang quá ha. Đông quá vậy. Trời, ngồi ngồi có bộ kêu luôn rồi. Cái này quân mình FPS nó góp còn bốn máy à. Vô đây. Kiếp. Chờ kiếp. Cái này dạng như cái cam phai của mình, cái bay á. Thứ phán đô quý Tử Long Xiang Chủ. Chỉ là... Hôm nay... Hảo à. Chừng nào ra game hoàn chỉnh đi, đồng cốt chuyện chơi giờ đọc là... nửa nạt nửa mở, nó hay thì lại ức chế, mà nó dở thì lại càng ức chế hơn. Này là gì? Năng lượng nguyên tố không? Tự nhiên thì nó là tất cả những thứ nằm giữa mà chờ dưới đất. Rồi. Không có bán kêu bán phép giờ. Đây đây. Không chắc chích gì được. Nó có cái hiệu thuốc ở trên bản đồ minimap. Đây đầu bếp. Hôm nay không phải ngày dễ dàng gì. Giao thương đầu bếp thì nó đăng bút cho mình. Một ngàn hai trăm tiền. Mình có một tiền. Goodbye luôn. Kho đồ sao? À nút Y. Vẫn là cái nút truyền thống. Vũ khí có nhiều loại lắm nha. Thương nè, khung nè, mũ nè. Những cái gì? Mũ sao đút vô vũ khí. Này là cần nguyên liệu để gấp được. Mình hiện tại là chưa có gì để gấp đâu. Nguyên liệu thì chắc phân theo màu như cũ rồi. Gun là chắc ép ngọc á. Chỉ có vũ khí thôi. Ồ. Oh. Cung thì mình đang có cái cung xanh. Lắp vào thì nó giảm đam tí. Của mình level 40 đó hả? Rồi cái bản demo này là nó cắt ngang khúc giữa cho mình luôn. À cái này là thay vô. Mũ thì mình mới thay cái mũ tím vô đó. Rất là ngon. Một bội. Một bội cái mà này màu xanh bên phải. Hai cái dòng máu bên kia hiện dâm ba, còn bên này tăng tí đam. HP đẹp. Không. Nó có cái chấm trên đó là gì ta? Chấm này nè. Cái này là chắc tài nguyên. Thay vô luôn. Áo. Ok.
Cái này thì dạng như là khảm vô cái gun đó, cái gun là hòn đá nhưng mà vô đây là hình tờ giấy, tăng 30%. Cái lỗ này là chắc là lỗ khảm nào, mình khảm được vô cái gì không, kiếm cùi quá. Cái này là nguyên bộ, nếu đủ bộ 5 món thì nó còn hiệu ứng ở dưới. Máu lên trăm, đam 20, cũng chưa có ngon bằng mấy đồ lẻ mình. Đi chấm than thôi. Chỗ đây cứ ngựa được không? Để nó lóc ra cho em luôn vậy. Thời góp FPS tới anh em thông cảm, còn máy giật thử coi luôn. Nó chỉ là cái hướng lên trên này là gì đó. À vô chấm than. Tiếng ngựa làm hơi nhanh nha. Tiếng ngựa làm rất là nhanh luôn. Rồi nó kêu có cái toán cướp gì đó, chắc kêu mình đi dẹp nó mà mình dẹp xong rồi. Sao gọi ngựa không được, có cái lò rèn ở đó nó gặp đánh sống giờ này sao vậy, chắc phải điên vòng quá. Nhảy qua cũng không được rồi, xong quá. Ngáo. Không lẽ đi vòng liền trên này xuống. Cái gì đây? Dạng như là cái khu mà tay lẻ đứt chắc nó kìm luôn cái chết phone đó. Đứng đầu gà đánh tiếp đi với mấy anh, gom quá rồi. Mày chém rất là phê luôn ha. Rồi xuống mở đánh đi cho phê. Đúng là cây thương vẫn là siêu phẩm vũ khí được. Nó chơi ghiều mình dễ thương lắm. Lính đánh tiếp đi. Cốt truyện đi ha, thì cầm cốt truyện về chơi về thích nó hay không. Con ngựa mình đâu rồi, đám lính của mình cũng kinh hết đó. Yeah.
Bắt đầu. Xong Gao Lan rồi. Đậu xanh. Hạ gục Gao Lan. Đạt được cái thành tựu mới. Kiếp. Nghiêm lời vậy. Kiếp. Lại còn sót mấy đội với đại chưa lùm đó. Đồ hàng để ý tướng đục rồi. Chấm thang là cái gì? Kiểu sợ hãi. Cái đỡ đòn này không có mấy tác dụng hết. Chinh Gao với hết cả game. Ông này từ đâu cũng hiện ra vậy ta? Giải quyết hết 6 cái điểm rồi. Lô mấy. Kể đi. Năm điểm này còn điểm cuối cùng nữa. Trong nhiệm vụ. Tôi là Trường Sơn Zhao Yun, phụng công đa chiêu đi Chu Quân trung y. Tiến về phía sâu hơn. Đây. Này lần nào đó. Dạng là boss khu vực rồi. Đánh nó để. Tả xung hữu độ. Nó ngã ngựa luôn. Xuống ngựa luôn. Quan Vũ à? Nhân ý trung y vì bản. Chỉ lý sở hai chủ. Quân tướng quân trận biên trận. Đấy giờ mấy hai gái xuất hiện.
Nó chậu quá vậy. Hay da. Còn giá. Đây còn tướng nữa nè. Bức đỏ gần như không có tác dụng luôn. Mấy thằng tôm tép này nó trộn trộn nữa. Cái chịu thương nó dạng chịu thương mình luôn. Nhưng mà làm ra mấy chục bình máu luôn. Cái đám kỳ binh mới giặt được. Mấy thằng để nó đéo đánh. Phải có mà cân sổ anime nơi chẳng đó. Lâu lâu mới đỡ đường phát. Quỳnh Châu. Quỳnh Chúa hả? Quân tướng, chủ công có lệnh. Sơ. Châu Tử Long. Nói chung game đánh đã tài mãn nhãn. Cái gì? Nhiệm vụ mới là gặp ai đó? Gì chết queo rồi. Thôi, ổng đây ta. Đây. Gặp em tướng hồi nãy, em gái xinh xinh nè. Cảm ơn anh hùng để giải cứu. Ơn này không quên, lấy thân báo đáp. Lạnh không em để anh sưởi ấm hả? Mày đến mà người ta bố trí hồi xưa mà cũng lao lao vô chém chém bày bày. Rồi đó game băng mà nó làm được game đó. Rồi boss nữa là gì vậy? Đi như trốn không người á. À gì? Trốn lửa bố hay gì? Không, gian thê. Hồi kêu chạy vô. Mình đánh nó trâu dữ vậy đó.
Ủa sao máu nó qua số 2 rồi? Rồi đó. Đánh té ngựa luôn. Không gọi ngựa được luôn. Số 2 nữa gì ta? Rồi nhấn nút tab chuyển về sài khuôn. Góc nhìn này xây cung người thấy mẹ nhìn bắn. Mưa tên để chúng ai hết. Bắn cung đam mạnh đến tay nó. Đến tay đam 110. Dạ. Kiểu này vui cung luôn. Chào này có súng khóa mai không ta? Để nó gọi để nó ra. Lúc quay hẹp quá. Nó bị kẹt rồi em. Nó bị bớt rồi kìa. Hết tên rồi. Anh chọc này cầm ghiều mà không biết có hình xăm đỏ đỏ không. Quăng được cái ghiều đi thu về. Nó đơ ra luôn, nó không thèm đánh trả luôn. Thằng thầy nó ra đi, nhìn cái tướng nó ốm nhơm mà nó trâu quá rồi. Uống máu luôn. Nãy giờ coi được cái đồ gì mới không? Giày xịn, hai giày trắng. Chúng này đồ trắng thôi. Cùng ngon hơn cung cũ một tí. Ghép này là chắc chỉ số xuyên giáp lấy luôn. Găng tay
tỷ lệ ghét giảm xuống nhưng mà máu với đam tăng lên tí. Thấy luôn ngọc vàng nè, nhưng ta vàng luôn, có thể lắp được cái gân vô đây, gân tím lắp sau vũ khí tăng được tỷ lệ ghét đam nhưng mà giảm đam, đam 304 giảm xuống không nhiều nhưng mà nó tăng được ghét độ bền rồi đổ quét luôn. Tăng mỗi ghét đam thôi, đồ trong này có độ bền nữa chứ. Mất tiêu thủ nhưng mà thằng đâm rất nhiều. Có bộ khiêu luôn, có ta lành luôn. Với hai cái điểm đầu nữa mà chưa có nào mở hết. Rồi, ok, game ổn. Bản demo cũng biết dài đâu chứ, chơi tạm tạm được rồi đó. Nãy mới thấy cái con gì nữa đâu à. Này đây này này. Chúng ta chém giết tục dân số quá, bây giờ bắt đầu xây dựng trường học cho em. Gia tăng là dân số. Chào hiệu trưởng. Sẽ ghi lưu vào ngày 27 tháng 7. Là khoảng 10 ngày nữa. Có ai không ta? Coi thử có ai không? Không, ra bản chính thức luôn. Kế hoạch trong vòng 10 ngày nữa. Ok. Thì cái bản này á, nó sẽ luôn là cái file xếp cho mình ra luôn. Sau này ra cái bản đầy đủ thì không cần phải chơi rồi. Phần này cháu phải để cửa sổ để nó chạy. Bốn chín năm ba. Ngôn ngữ tất nhiên là camera quay đây, tốc độ 1.3, ok, ít là vui. Vui là ít shit, vui nghe. Nhìn nó làm cái nút anh em để ý mà. Cái chữ ít nè, chữ ship nè, cái vui dữ thường đó, nó chữ e. Và chữ ship này nó lại không giống mấy cái phòng khác nữa, con chuột hay gàng khác nữa. Đúng là game của anh Trung Hoa thì à, nút B, nút E nè. Vô bên tiếng Trung á, họ có xài cái nút đó. Nhưng mà lên mà rút gồ rồi nó này 4 nút 4 kiểu. Depth of field cúp. Thôi, không chơi hiệu ứng màn hình nữa đâu, nhìn dối lắm. Rồi, ok. Đầu đây yên tĩnh ở trên cái ngọn đồi. Một thị trấn với bề dày lịch sử. Đồ quả đẹp ha. Xây trường tiểu học. Ngoài đời làm gì giáo dục, vô game cũng làm giáo dục nữa. Xin chào, đã lâu không gặp. Tôi là hiệu trưởng một trường cái học cũ của bạn.
Dòng này là dắt về hô rồi để cho mình. Nhớ cái giường bị bố ăn đó hả? Rồi ok. Dồn mít đó chứ. Nữ không? Dây vàng mà làm gì đó trời. Nhìn giật kiểu. Ôi giời, hiệu trưởng mà để cái tóc. Bài để cái này đi cho nó ra vẻ già dặn đấy. Cái kiến nằm như xấu nữa. Ôi giời ơi. Sao hai em da nâu quá vậy? Tiêu hết cái nào. Này đi cho sang trọng hả? Ủa không có được hả? Cái chỗ đẹp như gì mà nó bỏ hoang. Bất động sản giờ giá bạc tỷ đó. Xin chào, tôi là hiệu trưởng. Đúng rồi, tôi đây. Tôi là Lin. Hôm nay vừa ký thôi, có thể giúp mình rất là nhiều việc. Con có kinh nghiệm, nhưng sẽ làm tốt nhất. Lương tháng 4 triệu nha em. Cái camera là chỉ đi được một hướng thôi, đang nhấn nút lên và nó qua thì nó không có đi xéo. Camera này chỉ có bốn hướng thôi chứ không có đi được là 8 hướng. Nhấn F hoặc R để chuyển qua cái này, chuyển giữa các tầng. Ở đây là đang là tầng 1. Đây là Z, F, G. F là cái sàn, G là top á. Góp với F lót cũng top. Nhiều tầng quá ha. Rồi ok. Học phí 6 triệu một tháng. Bây giờ phải cho mấy học sinh nó học. Học viện trí tuệ. Học sinh mà học dốt là không có lên cấp được nữa. Đây là anh công nhân xây dựng. Tên là Gip Johnson. Tên là cục đá gạch gì đúng không? Bây giờ mình phải dọn những cái phần hư. Đầu xe mới, phòng học. Ok, cửa. Cái này là gì? Nó đang chọn cái gì? Cái này như là cửa sổ không? Giảng
Sao khó dọn mấy gì đâu. Rồi ok gì đây. Bây giờ là tới cái bàn nó đang quay hướng nào vậy? Có mỗi 6 bàn vậy à? Là đi về giảng viên của cái này. Đi học bay ơi, trộm tóc xanh lè vậy đó. Bốn ba tệ. Có gì vậy nào? Bây giờ gán thầy giáo với một học sinh vô. Chúng ta được 12 học sinh. Mở trung tâm về thêm có nghĩa nữa. Này nút vào ở đây, cái này bắt đầu lại. Có mắc gì đây? Chào lứa tân sinh viên nhập học. Ủa cái này mà tiểu học thì nó. Mấy nhóc này nhiêu tuổi rồi? Rồi chưa biết giấc mộng của những đứa trẻ hình hiện thực. Lớp 1-1. Ngày đầu đi học thật là phấn khích. Không lấy xây cửa sổ cho nó dễ nhìn thôi. Cái gì đây? Chị mà không học hành với anh nó ra đó nó ngồi chơi rồi. Cái ống cống là đẹp để lại đi. Bán luôn cây hả? Này đi hết. Trời ơi, cái trường nhìn. Sạch sẽ nè. Bây giờ làm gì? Mở cái dịch lịch giảng dạy rồi. Rồi thế thao chứ mà nghiên cứu khoa học. Rồi nói chung là điểm phải vượt qua bài kiểm tra. Ok. Đây là cái hiệu ứng trên mà thời gian nó học. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên tới đại học. Còn phải vượt qua cái bài kiểm tra đầu tiên.
xếp lịch sao cho tối ưu á. Chưa có giảng viên mỹ thuật, có giảng viên thể thao chưa có luôn. Hiệu trưởng đi dạy luôn. Kéo từng cái gì tới nào. À đây đây đây. Ủa nó có phải copy đâu. Nó vẫn chưa qua được mấy bài kiểm tra học nữa. Rồi đậu chưa? Đậu rồi cũng vẫn phải học. Gì mà đi bò 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 nữa. Là có quái gì? Cái vỏ chuối ngay trước cửa này. Kìa nó té rồi. Khốn nạn như thiệt. Chỉ xây được một lần mỗi lần một cái à. Rồi bây giờ làm gì đó. Phòng này nghĩa là phòng này đây. Đúng không? Bọn nó còn hiệu trưởng, phòng nghiên cứu, thước gì mà tới 100 gì trời. Ok
không có lấn ra ngoài đường được. Thêm cái vỏ chuối nữa. Bàn này đằng sau đó. Cái quái gì lấm lấm như thế. Được thiếu người thì nào mình thừa giáo viên mình mới đưa vô đó là để dạy học được. Giờ thiếu người vậy. Xây cửa sổ cho nó. Xem sao. Ok chưa? Sáng sủa rồi đó. Nằm tí nữa cho nó lên cấp 2 luôn đó. Buổi tối quá, có thể bùi cửa sổ, bùi gọi mà. Vậy nó không tăng lên nữa. MV gone nữa. Điểm trung bình. Cái quái gì không gì nào.
Chạy cái nhà mèo trong phòng họp luôn. Ok, level 2. À, đứng học rớt à. Không vô đây là sao được? Thử dạng buổi thôi. Bây giờ bùi cái bên trái dạng như cái khu mà nấu ăn cái gì. Đây là canh tin. Cửa đâu? Thank you.
tăng điểm cho giáo viên. Chúng ta ngoài đó. Mới có tiểu học thôi, chưa lên được trung học nữa. Lớp có 7 đứa à, xài vô mười mấy cái bàn. Tối qua nó nhìn không thấy cái gì á. Xin cho gọi ngon mua đồ ăn dưới đây nữa rồi nghiên cứu cái đó nữa. Lớp được mười mấy bạn rồi. Mình nghiên cứu là cái nấu ăn mà chờ cơm nấm à. Làm hiệu trưởng khổ khổ luôn. Căng tin này cần người không ta? Chất lượng giáo dục thôi dọn rất tốt. Có 20 học viên mà lên được 2 sao. Thank you.
cửa sổ gì mình chưa vừa đó. Được nhà từ cộng đồng tài trợ cho 3.000 đô nữa. Còn 4 đứa học kết mà. Trống 2 chỗ nữa. Xin đi tới gì nữa vậy? Nhưng mà cửa sổ đâu ra nữa làm sao? À, phòng này mới thiếu ánh sáng. Ok, bui thêm 6 cái góc vuông nữa hả? Là sao? Mở được mấy cái thời khóa biểu rồi. Đọc cho nó học chữ hết không? Hiệu trưởng không đứng lớp đâu, hiệu trưởng đi nghiên cứu, chỉ số nghiên cứu hơi thấp. Chẳng hình vuông mà sai cái gì vậy? À, như là lấn đất ra ngoài được rồi. Dạng hầm trú ẩn trong lòng đất vậy.
đang xây thôi, mình cứ đợi. Bây giờ làm sao cho học viên nó lên học giỏi hơn đây? Tiền còn nhiều lắm. Diễn viên đâu hết rồi? Ủa em Linh đâu tiêu vậy? Giờ đứa nào học gớt không để đuổi nó. Giờ quản lý lớp học không nổi. Vấn đề là xong rồi. Đủ hết giáo viên đi, thuê tiến sĩ với thạc sĩ vậy. Thạc sĩ lương tháng 7 triệu đang tiền không dài đâu. Ủa đâu? Rồi lên 7 triệu rưỡi rồi. Rồi đó là xin có 5 triệu mấy, 6 triệu mà. Sao giới gì nào? Long lao công. Thanh niên này sao rắc tiền cái gì đó. Chơi cái game gì vậy? Như con game xây dựng gì đó phải không? Ừ. Hết game chơi à? Giờ làm sao cho học sinh nó học giỏi vậy nhở? Thầy đi mấy cây nữa, đặt mấy ghế với mấy cây. Cây heo có tác dụng gì nữa đâu. Phòng cho em đây nào. Kích thước là vừa đủ nè, độ sáng cũng ngon nghẻ nè, vị trí của lớp học cũng đẹp nè, bàn ghế cũng ngon nghẻ nữa. Có thiếu là thiếu mỗi cái cây nè, nhưng mà xây mát hết rồi.
trợ giảng ha. Đây 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 đây. Thấp tầng 18. Cửa sổ lớn thì cộng 5, cửa chính cộng 5. Không xây chỗ nữa đâu. Cái gì mới nói gì? Bùi cái phòng cho mấy giáo viên nghỉ ngơi 2 ngày. Nên mở thêm lớp không? Đủ tiền thì cứ mở. Không có giáo viên. Quan trọng là tài chính thôi. Mình thiếu cái nhà vệ sinh nam. Đất của nó là sai. Thiếu cây. Chờ nó lại quá nhỏ. 10 cây đó. Xây cái nhà vệ sinh nam hướng qua nhà vệ sinh nữ luôn. Có cửa sổ nhà vệ sinh nữ luôn. Đặt cây ngay giữa đường vậy thôi. Gì đây? Chưa có lứa nào tốt nghiệp chứ. Chắc thêm lớp học nữa quá. Học viên xây thêm lớp nữa thì nghiên cứu xong chưa? Lên đi dạy đây.
cái bản nghiên cứu nãy nằm đâu? Ở đây rồi. Cái này cho xong cái đã. Đuổi này ra sao ta? Đúng đi, phân tích thôi. Gì có mèo ở đây vậy? Có mèo đâu đi lạc chưa nè. Cho nó ra khỏi phòng nghiên cứu để mà cho cái thằng nhân viên mới nghiên cứu vô. Không biết chỉnh sao. Có mèo làm thịt mèo thôi. Đó, chỗ ăn trưa ngoài trời. Chơi chơi đồ ngon nhé. Đòi ăn dành rồi. Thank you.
vui được cái chỗ dọn dẹp mà. Có 8 đứa học qua rồi, 4 đứa có khả năng rớt rồi. Đúng học hành. Học hành gì, không lý giáo viên gì. Hảm gài gõ lên ví dụ mà copy bài thi quốc tế mày nghe không? Nhỏ đó nó kiện đó, kiện được rồi mà. Đúng. Đó rút bằng rồi. Bà giáo viên đó bá quá trời. Nguyên một tem luôn, hòa nhau gấp bài nhỏ. Hên là chứng chỉ quốc tế á. Công ty nào mà xong hả? Ừ. Vụ đó nó kiện rồi cũng dữ trời lắm, nó gào rú khắp mạng xã hội, có người binh. Nó chưa xây cái này lại xây cho bùi cái hộp dọn dẹp. Cháy trong nhà hết giờ rồi. Kiểu này nghi hồi cháy trường.
một sừng nào mới đâu. Nó đây nó tự dọn dẹp luôn. Cái phòng ăn chơi cho các cháu rồi đó. Thôi, để đèn hồi dễ cháy nhà lắm. Nội thất mới báo gì thôi. Bàn cà phê. Chứng như vậy như buổi nãy hiểu rồi nhưng cho nên không được nữa. Nãy giờ cho nên có em giải chính à. Con mèo con chó gì đâu đây vậy? Sao? Chị định cái vòng gì đó. Đâu? Chỗ nào? Nó kêu gì nữa?
Có mình mở map hay mở map gì kìa, kêu mình mở gì kìa. Map gì đó, bản đồ gì đó. Mình kêu này bản đồ kỹ vậy. Bản đồ lớn. Cái này bản đồ trong khu vực này rồi. Mình ra bản đồ lớn đi, bản đồ thành phố gì đó hay là khu vực nguyên cái thị trấn này nè. Có méo á. Cái này là bản đồ phòng. Nhưng mà mở làm sao? Cái vấn đề nè. Thì phát mạnh dạng như mấy cái phòng ban á. Bàn à? Không phải mình thiết kế bằng bàn, thiết kế giống như cái sơ đồ khối vậy. Kêu mở đó, mở ở đâu đó. Bảy tầng. Chết học sinh rồi. Mười hai đến mười ba có khác quá gì đâu. Anh này chuyên viên trên ninh luôn mà. Dạy thì nó chỉ có mấy cái này thôi. Ồ, xếp được top 7 mà. 92 điểm. Lớp có 12 đứa à? Mỗi nguyên trường có 12 đứa à? Một cú. Nhìn thù. Dây, trời. Dây lãi 5%. Ngon. Mà tiền mình còn. Được. Cộng vô không có lãi nữa mà. Chất lượng giáo dục mà hơi thấp vậy đó. Đồ ăn như vậy. Tiểu học cao mà. Chưa mở cái bản đồ đó là mở ở đâu ta? Không biết được. Bản đồ tất cả các phòng. Cái này là chế độ chiếc ảnh thôi. Phân công bộ phận. Phân công bộ phận là vô đây hả? Không hiểu gì lắm. Khoan khoan khoan. À. Hiểu rồi, xếp như dạng cây thư mục. 2.43 thì vẫn ổn nè.
xếp xuống cái này thì giảm tải được cho mà cái hiệu trưởng. Số trên là gì ta? Hiệu trưởng sẽ chết trừ 30 điểm. Tao không thấy sẽ chết nữa chứ. Bản không công cũng vậy thôi mà. Gì sao mới gọi là cái map ta? Thì nó hình cái map, phân công công việc nó để hình cái map. Để mắt cổng trường. Mỗi thứ sáu làm cái gì? Đây. Mình xin đi đâu vậy? Ra chuột chích chiếu chiếu vậy hả? Envion cộng 5 trên 40 là sao? Envion là chỉ số danh tiếng gì mà? Hay là chỉ số gì đó? Liên quan đến nội tiếng gì vậy? Ổn định, ổn định, ổn định. Thiếu giảng viên. Không có giảng viên nào đủ chất lượng. Mười tám, mười một. Mười một thì quá thấp đi. Bây giờ đợi anh chen cái em kia rồi chen thêm người nhé. Xây được ở đâu ta? Quy hoạch như bùi á. Xây thả thú hay gì? Cây công viên. Tôi mình đéo nào ra cái thú nữa.
Cần cửa không? À, cái này là cái cửa hả? Cháu đi ra chứ giờ cái này coi. Chị dĩ leo vô nó ngồi rồi. Cái gì đây? Rồi, kiểm tra đi. Sao đầu óc đứa nào cũng bả đậu không vậy? Bảy đứa quá. Tỷ lệ đậu 58%. Học với gia hành. Mình bán qua đường 3.000 đô. Sao tự nhiên có cái ghế ngay ở giữa vậy? Đủ đáng. Thoát chỉnh sửa phải lưu cho người ta. Chết rồi. À quên, đi thuê giáo viên khoa học. Bốn cái điểm này nó ghi lọt hết anh. Hàng gì nhìn không ra.
Bây giờ không biết sao mà chen vô được luôn. Chen vô mấy vô duyên đó đi lên. Đúng. Game đang demo mà làm gì kiếm ra được. Đâu mày? Demo mua chứ mẹ không 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 có nào chơi. Lên cấp 2 rồi. Học từ người cấp 1 lên cấp 2, vãi đái. Còn thiên tài cũng như. Thiếu điểm quản lý à? Quản lý 9, quản lý 6. Không hiểu cái này cho lắm. Thiếu 4 điểm là giáo dục nữa. Clock training nó nằm đâu ta? Có khi cho nên là người gửi như vậy. Thì đó đang là cho nó đi học nó lên đó. Nhưng mà cái lót nó nằm ở đâu mới được. À, thôi là tao ngủ chơi. Đó quá. Đó mà kêu lên bán đồ giùm tao mà. À, từ này tao làm đêm mà, sáng ngủ chứ à. Ừ, sáng ngủ chút xíu, tối ngủ vài chục xíu. Không chinh được, mọi nghĩ. Là nghĩ đi. Mai cho nên tiếp. Tuần sau ra game rồi, tuần sau chắc không có thời gian chơi nữa. Game này rất đáng chơi rồi. Nói chung là mình hiệu trưởng không có cung cấp trang thiết bị giáo dục hết đâu. Có mua về chứ mình vô bán.